Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Gòn ha. Thì hôm nay Ngũ Hoàng sẽ review cho cô chú anh chị mình một cái vị trí ngôi nhà nằm ở trục đường Lê Thúc Hoạch nha cô chú anh chị. Ở đây là hiện tại đang thuộc quận Tân Phú của chú anh chị ha. Ở đây là hiện tại đang thuộc quận Tân Phú ha. Thuộc phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú nha cô chú anh chị. Đó, và hôm nay Ngũ Hoàng sẽ review cho cô chú anh chị mình một cái ngôi nhà có kết cấu là một trệt hai lầu của chú anh chị ha. Nhà mình thì có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng của chú anh chị. Ở thì đây là cái đường trước nhà nè, cái đường này thì nó rộng khoảng coi chừng là 6 mét ha. Hẻm này là hẻm 127 của đường Lê Thúc Hoạch nha cô chú anh chị. Ở đây là hẻm 127 của đường Lê Thúc Hoạch ha. Đó, hẻm này là hẻm thông luôn nè, cái này đi thông ra được đường Bình Long luôn nè. Còn hướng này là mình sẽ thông ra hẻm 127 nè, rồi 125 nè, rồi 130 nha cô chú, 131 cô chú anh chị ha. Là mình sẽ đi thông hết, đều thông hết nha cô chú anh chị. Và hẻm này là hẻm hai chiếc xe hơi có thể né nhau được cô chú anh chị ha. Đó, hẻm hai xe hơi né nhau được và hẻm này là hẻm chạy nhựa nha cô chú anh chị. Hẻm chạy nhựa 6 mét của chú anh chị. Ở còn cái hướng này á cô chú anh chị, mình sẽ di chuyển về bên đường Bình Long, hướng ra trục đường mặt tiền đường của đường Bình Long ha. Thì cái ngôi nhà mà Ngũ Hoàng sắp review cho cô chú anh chị mình đó, nó nằm ở trong cái con hẻm này, mình di chuyển vô nè. Đó, căn cuối đó luôn, sau lưng cái căn mặt tiền này nè ha, sau lưng cái căn mặt tiền này nè là sẽ tới cái vị trí ngôi nhà của mình. Nhà có kết cấu một trệt hai lầu ở bên trong của chú anh chị, có tổng cộng là hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh ha. Thì đây là đường trước nhà của mình đây, đường này thì nó rộng khoảng 6 mét nha cô chú anh chị. Ở này thì cô chú anh chị mình di chuyển xe hơi, xe tải rồi mình di chuyển vô tới bên trong nhà của mình cũng được luôn. À, di chuyển vô bên tới bên trong nhà của mình cũng được luôn ha. Thì cách khoảng có chừng là một căn nhà thôi là cô chú anh chị mình sẽ ra cái hẻm lớn này luôn. Hẻm này là hẻm 6 mét nha. Ở còn cái hướng này là mình di chuyển ra hẻm 127 nè, rồi 125, rồi 131, rồi mình đi thông ra bên trục đường của đường Bình Long ha. Ở con nhà của mình đây, nhà mình ở bên trong ha, cái căn này nè. Ở một trệt hai lầu ở bên trong nè. Ở nhà có sổ hồng riêng nha cô chú anh chị. Hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh ha. Ở cách một căn nhà thôi là mình ra cái hẻm xe hơi, xe tải rồi ha. Đây căn bên trong này nè, căn này ha. Ở một trệt hai lầu nè. Lầu 1 của nhà mình thì có khoảng không gian ban công nè, có ô cửa sổ nè. Bên trên lầu 2 thì không có ban công ha. Bên trên lầu 2 thì có hai cái ô cửa sổ ở bên trên. Đó, mặt tiền thì chủ ốp gạch cao ráo luôn nè. Chủ ốp gạch cao ráo và có làm cái mái ngói nè. Ở bên trên thì có cái ở bên trên cũng mái ngói luôn, hai cái mái ngói ha. Nhà thì chỉ có một lớp cửa thôi. Đó là một lớp cửa sắt hai cánh nha. Nhà này thì hiện tại đang có cái bề ngang đó là 4 mét ha, ngang 4 dài vô 4 nha. Ngang 4 dài vô 4 nha cô chú anh chị. Ngang 4 dài 4 của chú anh chị ha. Ở nhà có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng ha, mua bán thì mình ký công chứng sang tên lúc nào cũng được luôn. Và cái căn nhà này hiện tại đó chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng với cái mức giá đó là 2 tỷ 630 triệu nha. 2 tỷ 630 triệu nha cô chú anh chị. Nhà mình thì ở đây đó, là gần ngay chỗ chợ Tân Hương. Rồi gần ngay chỗ trường cao đẳng giao thông vận tải ha. Cách một căn nhà thôi là cô chú anh chị mình sẽ ra cái hẻm đó là hẻm 6 mét nha. Đó, cách một căn thôi nè là mình ra hẻm 6 mét. Thì hẻm này á, thì nó cũng có cái độ rộng là khoảng có chừng là 4 mét đến 4 mét rưỡi nha. Thì ở đây thì nói chung là xe hơi vẫn có thể vào được nha cô chú anh chị. Đó, vẫn có thể vào được ha. Hoặc là mình đậu ở đầu ngõ, cái mình di chuyển đồ ra nó cũng khá là dễ dàng nha. Đó, thì căn nhà của mình đây, ngang 4 dài 4 ha. Bên này sẽ là khu vực bếp của nhà mình nè. Bếp thì sẽ có kệ tủ bếp 2 tầng ở bên trên nè, rồi kệ tủ bếp ở bên dưới nè. Cầu thang này để mình di chuyển lên bên trên là lầu 1 và lầu 2 ở bên trên. Ở khu vực này góc đó, đó là cái thiết kế để cô chú anh chị mình có thể thiết kế mình để cái máy giặt ở đó ha. Ở đường ống cấp, đường ống xả đã thiết kế sẵn hết rồi. Mình để máy giặt ha. Bên trong thì có khoảng không gian toilet ở bên trong. Ở bên này thì chủ có trang bị hai cái ghế nè, hai cái ghế và một cái bàn nè cô chú anh chị. Đó, có trang trí mấy cái bông hoa nè, rất là đẹp luôn ha. Ở hệ thống đèn đồ đầy đủ hết nha. Ở bên trên là thiết kế hệ thống đèn led âm ở bên trên nha cô chú anh chị. Ở bên này thì chủ ốp cái một cái mảng tường nè, mảng tường gạch ha. Cầu thang này là cầu thang đúc bê tông cốt thép nha. Bề mặt đi là bằng đá hoa cương ha, tay vịn thì bằng sắt nha cô chú anh chị. Đồng hồ điện của nhà mình thì thiết kế nằm ở bên này, còn đồng hồ nước thì hiện tại đang thiết kế nằm ở bên này nè cô chú anh chị. Đồng hồ nước của nhà mình thì nằm ở bên này ha. Cái này là gian bếp của ngôi nhà mình. Ở có hệ thống tủ bếp nè, đầy đủ hết nè. Bề mặt thì bằng đá hoa cương. Hiện tại của ngôi nhà của mình á đang có cái hướng chánh đó là thuộc hướng bắc nha quý chú chị.
bắc lệch nam của chúng chị nha. Để ông Hoàng coi lại cái hướng chính xác của ngôi nhà mình, nó hiện tại đang thuộc hướng tây với cô chú chị ơi, tây lệch nam của chú chị. Kiểm tra, để ông Hoàng kiểm tra lại cái la bàn của chú chị mình xem luôn. Đây ngôi nhà của mình đây, hiện tại đang có cái hướng chánh là thuộc hướng bắc nè của chú chị ha, hướng bắc nè. À, bắc mà lệch tây một ít nha cô chú chị, nhà mình thì hiện tại đang thuộc hướng bắc lệch tây một ít ha. À, cái này là cái để mình di chuyển vô bên trong cái khoảng không gian toilet, thì bên trong đó thì sẽ có bồn cầu rồi vòi sen tắm rồi đầy đủ hết của chú chị. Với lại cái toilet này chủ làm ở dưới cái cầu thang nên đỡ chiếm được cái diện, đỡ chiếm cái diện tích của ngôi nhà nha của chú chị ha. Ở có bồn cầu nè rồi vòi sen rồi đầy đủ hết, gạch thì cũng ốp cao ráo lên tới bên trên luôn nè. Ở cầu thang này là cầu thang đúc bê tông cốt thép, ngang 4m và chiều dài là 4m nha của chú chị. Kết cấu một trệt, 2 lầu, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh ha. Ở đang có hướng chánh là thuộc hướng bắc nha cô chú chị ha, là tây một ít thôi. Ở nhà này thì hẻm trước nhà là hẻm 4m ha, cách một căn nhà thôi là mình sẽ ra cái hẻm 6m, hẻm xe hơi, hẻm xả nhựa nha. Rồi mình đi thông ra bên trục đường Bình Long nè, rồi thông ra hẻm 1, 2, 3, 2, 5, rồi 121, rồi 131 cô chú chị. Đều thông ra bên trục đường Lê Thúc Hoạch hết ha. Ở đây thì gần ngay chỗ chợ, đó là chợ Tân Hương nè, rồi gần trường học nè. Nói chung là ở đây thì rất là thuận tiện ha. Và cái trục đường Lê Thúc Hoạch cũng là cái khu ăn uống ở đó nha cô chú chị ha. Mình hướng mình di chuyển ra Vườn Lài để mình di chuyển ra Liễu Bóng Bích đồ cũng khá là gần nha cô chú chị. Ở thì nếu cô chú chị nào quan tâm cái bất động sản này, mình có thể liên hệ với Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha. Còn nếu cô chú chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này ha. Và nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất nha cô chú chị. Ở mức giá mà chủ chia sẻ thì nói chung là cũng khá là rẻ, tại vì nhà có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, là 2 nhà vệ sinh lận của chú anh chị ơi. Ở đây là một phòng nè, ở đây một phòng có khu vực cửa sổ phía trước luôn, ở khu vực cửa sổ phía trước. Nói chung là phòng ngủ này cũng khá là rộng ha. Ở bên trên là hệ thống đèn led âm ở bên trên nè, hệ thống đèn led âm ở bên trên nè, rất là đẹp luôn. Ở chủ đã trang bị hệ thống đèn rồi, phải nói là cực kỳ lung linh luôn á cô chú anh chị. Ở đây là cái lối để mình di chuyển ra ban công, cầu thang để mình di chuyển, và cái lối này mình di chuyển ra ban công ha. Phía trước thì sẽ có cái lan can, đó là lan can bằng sắt nha cô chú chị ha. Lan can là lan can bằng sắt nè. Đây cái lan can của ngôi nhà mình đây, cái mái ngói ở dưới nè, cái mái ngói ở ngay góc này luôn nè. Đó mình cách một căn thôi là mình ra cái hẻm sau 6m đó ha. Đó, ở bên đằng trước đó nó có mấy chiếc xe hơi ở đằng trước kìa. Đó, mấy chiếc xe hơi 4 chỗ, 7 chỗ đồ ở đằng trước đó. Nói chung là hẻm phía ngoài là hai xe có thể né nhau được, hai xe có thể né nhau được, còn ở bên trong của ngôi nhà mình một chiếc xe tải có thể vô được luôn cô chú anh chị ha. Tại hẻm trước nhà của mình nó rộng tới 4m lần. Ở đây thì khu này là khu dân cư hiện hữu nha cô chú anh chị, không quy hoạch rồi cô chú anh chị ha, khu này thì không quy hoạch nha. Nhà mình có kết cấu một trệt, 2 lầu, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, đủ cho công năng cô chú anh chị mình có cái gia đình khoảng có chừng là 3 đến 4 người là mình ở cái căn nhà này là phù hợp luôn đó cô chú anh chị. Ở từ 3 đến 4 người là cô chú anh chị mình nên xem xét cái căn nhà này nha. Ở nhà có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng của chú anh chị ha. Ở đây là khoảng không gian toilet của ngôi nhà nè. Ở toilet nó nằm ở bên trong nè, bên này có ô cửa sổ nữa nè. Tại vì cái nhà kế bên không có xây cao bằng nhà mình á, thì giờ hiện tại mình vẫn còn sử dụng cái cửa sổ này được ha. Sau này khi nào mà nhà kế bên mà xây cao hơn nhà mình á, thì lúc đó mình mới không sử dụng được thôi. Còn giờ thì mình vẫn sử dụng bình thường. Ở khu vực này khu vực toilet nè. Bên trong này thì có một phòng nữa. Ở bên trong này có một phòng ngủ bên trong ha. Rồi có cửa sổ nè, hai cái cửa sổ hai bên nè. Ở bên kia thì chủ dán cái miếng dán tường rất là đẹp luôn. Ở bên trên hệ thống đèn led âm ở bên trên nè. Cửa này là xài là cửa nhôm nha cô chú chị, cửa nhôm kính đục ha. Phòng này nói chung là rộng nè. Phòng này rộng hơn cái phòng ở bên dưới nha cô chú chị. Tại vì bên dưới là nó chiếm cái cầu thang nữa nên không rộng bằng cái phòng này. Phòng này là rộng full luôn á. Nhà mình hiện tại đang thuộc cái con hẻm 127 của đường Lê Thúc Hoạch, thuộc phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú của chúng chị nha. Ngang 4m và chiều dài là 4m, kết cấu thì một trệt, 2 lầu ha, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Đang có hướng chánh là thuộc hướng bắc ha. Mức giá chủ đang gửi là 2 tỷ 630 triệu nha, 2 tỷ 630 triệu. Giá này thì chủ vẫn còn thương lượng ha. Nếu của chú anh chị nào quan tâm, kết nối ngay với Nguyễn Hoàng để mình qua mình xem ha, với số điện thoại 0901 796379 nha. Còn nếu của chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này ha. Nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất nha của chú anh chị.
mức giá là 2 tỷ 630 triệu của chú anh chị nha, 2 tỷ 630 triệu nha. Nhà có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng ha. Ở chủ để lại hết tất cả các nội thất ở bên trong nhà nha. Ở cô chú anh chị nào quan tâm kết nối ngay với Nguyễn Hoàng mình qua mình xem nha. Bây giờ thì Nguyễn Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo.